Bói mệnh không phải là mê tín, vốn đã có từ thời xa xưa. Cuộc đời mỗi người vốn đã được định sẵn. Vậy nên người tinh thông chu dịch, bát quái có thể bấm tay mà bói ra được. Tuy nhiên, họa, phúc ở đời, tất cả cũng đều từ suy nghĩ và hành động của chúng ta mà ra. Xem bói đoán mệnh, từ xưa đến nay không kể là đoán như thế nào, muốn hưởng phúc phận thì chỉ người có đức mới có thể hưởng. Họa phúc cách nhau chỉ một niệm, xem bói liệu có thể cải mệnh. Những năm đầu triều đại nhà Minh, tại kinh thành có một người tên Trịnh Hưng Nhi, là người hầu trong gia đình Quan Thị Lan họ Vương. Anh là người thật thà, chăm chỉ nên được chủ nhân đối xử rất tốt. Một ngày nọ, có thầy tướng số khá nổi tiếng là Viên Thượng Bảo tới phủ họ Bảo Vương. Nhìn thấy Trịnh Hưng Nhi, liền nói với Thị Lan: "Nếu giữ anh ta ở lại nhà thì sẽ mang tai họa cho gia đình." Vì thế Vương Thị Lan đã cho Trịnh Hưng Nhi ra khỏi phủ. "Khi anh rời đi, tôi tới trong gia đình không còn người để tị nạn. Gia đình vị Lan Trung quá thực bình an hơn rất nhiều. Không còn nơi trú chân, Trịnh Hưng Nhi đành nương thân sống qua ngày trong một ngôi miếu cổ. Ngày nọ, anh có việc ra ngoài, lúc trở về miếu phát hiện trên tường có treo một cái bọc. Mở ra xem thì thấy bên trong có 20 lạng bạc. Đổi mệnh nhờ một việc tốt. Đang vui mừng thì đột nhiên phát tài, bỗng anh trầm tư suy nghĩ. Số mệnh của mình vốn đã định trước là nghèo khổ, phải đi ở cho Vương Lan Trung, vì có thể gây họa cho gia chủ mà bị đuổi khỏi nhà. Sao mình lại có phúc để dùng số tiền này chứ? Hơn nữa chủ nhân của số tiền không chừng đang cần dùng đến, không cẩn thận để mất ở đây, khéo còn liên quan đến tính mạng của nhiều người. Dù không có ai biết, nhưng đây vẫn là việc làm tổn đức. Mình cứ đợi ở đây, xem có ai đến thì trả lại họ. Ngày hôm sau, có một người bộ dạng phiền muộn, chán nản tới ngôi miếu. Trịnh Hưng Nhi hỏi sự tình. Hóa ra, ông là quản gia trong gia đình của viên chỉ huy sứ họ Trịnh tại phủ Hà Giang, phụ mệnh chủ nhân mang 20 lạng bạc tới kinh thành xử lý công việc. Vì không cẩn thận để quên ở đây, lúc quay lại đã không cánh mà bay. Nghe đúng số bạc, Trịnh Hưng Nhi vui vẻ mang tiền giao trả. Vì quản gia nhận được bạc, tỏ ý muốn biếu lại Trịnh Hưng Nhi một nửa để cảm tạ. Anh từ chối: "Nếu tôi muốn lấy bạc của ông thì tối hôm qua đã cầm đi rồi, cũng không cần phải đợi ở đây cả đêm." Nhìn cử chỉ lời nói, việc quản gia cảm nhận được đức hạnh của anh nên mời anh cùng mình về phủ, hy vọng có thể sắp xếp được cho anh một công việc gì đó. Vốn không nơi nương thân, Trịnh Hưng Nhi đồng ý theo việc quản gia về phủ. Quan chỉ huy sứ nghe thuật lại câu chuyện rất cảm kích, lại thấy anh tướng mạo trung hậu, độ lượng khoan hồng. Đồng thời vì bản thân ông không có con nối dõi nên muốn nhận anh làm con nuôi. Ban đầu anh không dám với cao, nhưng những lời nói ôn tồn của chỉ huy sứ khiến anh không thể từ chối nên đành đồng ý. Vốn sinh ra ở phương Bắc nên anh rất thích cưỡi ngựa, bắn tên, lại được chỉ huy sứ dốc công bồi dưỡng nên chẳng bao lâu sau đã được thăng chức làm quan võ dưới trướng của cha nuôi. Về sau, Trịnh Hưng Nhi làm đến chức tướng quân, nhiều đời con cháu đều hiển đạt. Thầy tướng số Viên Thượng Bảo sau khi gặp lại Trịnh Hưng Nhi thì nói rằng: "Trước đây tôi xem không sai, giờ cũng vậy. Anh hiện tại âm đức sáng ngời, không phải vì cứu người thì cũng là trả lại đồ vật quý giá cho người bị mất, nên số mạng hoàn toàn thay đổi. Xem ra anh là người có đức cao hơn người nên mọi người muốn báo đáp. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh có thể hiển lộ ra tướng mạo vinh hoa phú quý." Trịnh Hưng Nhi nghe xong thốt lên: "Ông quả thực liễu sử như thần." Có thể thấy
Một người nếu như sau khi đã đoán mệnh rồi, muốn thay đổi vận mệnh, tự thân cũng cần phải có đức lớn mới có thể thay đổi được. Phúc phận không lớn thì không cách nào thay đổi. Người xưa có câu, họa phúc vô môn, duy nhân tự triệu. Có nghĩa là họa phúc ở đời không phải do may mắn hay xui xẻo, mà bởi con người tu đức hay làm ác mà tự gặt hái kết quả. Nếu như một người hay làm việc tốt thì có thể tránh được tai nạn, có thể nạn lớn hóa nhỏ, nạn nhỏ hóa không. Còn người thường làm chuyện xấu thì không thể nào tránh khỏi tai họa được. Ngày nay xem bói vì sao không còn đúng. Ngày nay bói toán đoán mệnh đã bị nhiều người lợi dụng để phục vụ cho lợi ích cá nhân. Hơn nữa hiện nay xuất hiện một vấn đề, chính là xem bói đoán những sự việc trong quá khứ thì chuẩn xác, còn đoán tương lai thì lại không còn chuẩn nữa. Rất nhiều người đã tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền để mời thầy đoán mệnh, dùng các loại thuật loại để tránh nạn, tìm đủ mọi cách nắm giữ long mạch, bổ sung tài khí, tu sửa mồ mả tổ tiên để mong sao có thể thay đổi vận mệnh. Tuy nhiên, rất nhiều điều trong thuật đoán mệnh đều đã không còn chuẩn xác nữa, bởi vì thân thể người của chúng ta liên hệ chặt chẽ với phạm vi vũ trụ lớn hơn, thể hệ vũ trụ lớn hơn. Thể hệ càng vi quan thì liên quan càng lớn, tầng thứ càng cao. Nhưng nay vũ trụ đang giãn nở nhanh chóng, toàn bộ hệ ngân hà đã lệch khỏi vị trí ban đầu. Vậy nên phương vị đó đối ứng thế nào, cung đó đối ứng ra sao đều đã không còn chuẩn xác. Mắt thịt của chúng ta nhìn không ra, nhưng dùng kính viễn vọng thiên văn thì nhìn thấy được. Bói toán tồn tại chính vì muốn giúp con người biết hành thiện, sống thuận theo tự nhiên. Các việc tốt, việc xấu con người gặp trong đời đều do nhân duyên, không phải chuyện vô duyên vô cớ. Nếu muốn được sống hạnh phúc thì phải làm nhiều việc thiện tích đức, không làm việc xấu việc ác. Kỳ thực đây chính là một bộ phận của văn hóa thần truyền.